Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Shop Xe Máy nha mọi người. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe tay ga SH này, nam có, nữ có ha. Rồi dòng AB, dòng Vision. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình chịu khó mình xem hết clip này nè. Và giá của đợt này thì nó giảm rất là mạnh ở cuối tháng 4 này nha mọi người. Thì thủ tục trả góp mua xe như thế nào, ra biển số như thế nào thì anh chị và các bạn vui lòng mình xem kỹ clip dùm em nha, và kết bạn Mạnh và Zalo nha mọi người. Thì đồng hành giới thiệu với mình trong hôm nay là em Lệ, sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn nha. Mời Lệ. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một số cái dòng xe tay ga hiện đang rất là hot ở cửa hàng hiện nay nhá. Là đầu tiên là cái mẫu tay ga, cái mẫu xe tay ga thời trang dành cho nữ, hầu như là nữ đi nhiều ấy, là xe Vision đây. Bên em có hai, có cả Vision năm 2020 và 2021 mọi người nhá. Đối với lại bản Vision 2020 có giá là từ 34 triệu ạ. 34 triệu bao gồm VAT. Dạ vâng đúng. Còn ạ. Nếu mà về Vision 2021. 2021 thì có nhiều phiên bản ấy, giá dao động từ là 33 đến 36 triệu nhé. À 33 tăng 36. Dạ vâng. Đối với cái dòng Vision này thì mình chỉ trả trước từ 2 đến 4 triệu là mình nhận xe rồi. 2 đến 4 triệu. Dạ vâng. Rồi, về dòng AB 125 em. AB 125 hiện nay bên em đang có giá là 41 triệu thôi. Giá này cũng bao gồm VAT rồi ạ. À, bao gồm VAT rồi. Vâng ạ. Còn giá phiên bản 150 thì giá nhỉnh hơn một chút là 52 triệu ạ. 150 thì mình trả trước cho bên em trước 5 triệu là mình nhận xe. Đó, rất là nhiều phiên bản luôn mọi người. Đó, 125 này là không cần trả trước là 41 bao VAT. Rồi, này cũng tương tự này, 125 này. Rồi ngoài ra thì SH1 nè mọi người. Vâng ạ. Đây là một cái dòng mà thái nữ rất là thích hiện nay nhá. Cực kỳ là đẹp. SH1 thì bên em SH1 thời trang hiện nay thì đây anh quay gần cho mọi người xem một chút. Bản này là bản CBF. Dạ vâng ạ, SH1 thời trang hiện có giá là 65 triệu ạ. 65 triệu bao VAT. Dạ vâng. Rồi SH1 2021 này không? Vâng, thì bạn đối với bản ABS thì có giá cao hơn một chút là 72 triệu ạ. 72 triệu. Dạ vâng. Dòng này mình trả trước nhiêu em? Dòng này mình trả trước cho bên em từ 10 đến 15 triệu là 18 15. Rồi, qua bên này thì đó, có rất là nhiều luôn này, có những bản rất là đặc biệt. Thì hiện tại mấy bản đặc biệt này giá nhiêu không? Cá tính này, giá nhiêu? Cái này giá cao hơn một chút. Giá là cũng bằng cái bản kia là 72 triệu. 72 triệu. Dạ vâng. Trả trước bao nhiêu em? 15 tới 20 à? Vâng, mình trả trước từ 15 đến 20. Rồi, về SH cao em? Vâng, SH cao thì hiện là có 2 phiên bản là 125 và 150. Thì em báo giá 125 trước nhé. Mùa 25 đối với phiên bản CBS hiện là còn giá là 82 triệu ạ. Còn là bản ABS cao hơn một chút là 93 triệu ạ. Đối với dòng này thì mình trả trước cho bên em 20 triệu là mình nhận xe rồi. Rồi 150 em? 150 bản CBS hiện có giá là 105 triệu. Còn bản ABS hiện có giá là 110 triệu. Đối với dòng này thì mình trả trước giúp em 25 triệu mình nhận xe. 25 triệu nhận xe. Rồi, thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn một số dòng tay ga tại đây. Thì giá cuối tháng 4 thì theo mình nói cũng giảm bao gồm VAT rồi. Các bạn nào mua thì mình cứ liên hệ nha. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn ở clip tiếp theo. Các bạn nào yêu mến thì hãy kết bạn Mạnh và Zalo của Lệ để mà Lệ được tư vấn cho mọi người. Và đồng thời được giảm từ 500 tới 1 triệu tùy theo chiếc ha. Với lại anh chị và các bạn ở xa thì các bạn cứ tới các bạn nói nha. Mình có xem YouTube thì sẽ được hỗ trợ cho mọi người. Rồi ok, xin chào ha. Chào mọi người.